Mao Trạch Đông, những ngày tháng cuối cùng trong đời đã sống như thế nào? Trong tác phẩm Hồi ức bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, vị bác sĩ này đã tiết lộ rất nhiều chuyện của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc mà có lẽ ít người được biết. Sau đây là một đoạn trích tác phẩm này. Tôi là bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, cũng là tổ trưởng tổ điều trị cho Mao Trạch Đông. Từ ngày 26 tháng 6 năm 1976, sau khi máy theo dõi điện tim báo cơ tim ông ta trong tình trạng nguy kịch, trong vòng hơn 2 tháng, chúng tôi đã phải túc trực suốt 24 tiếng trên ngày. Số y tá vốn đã thiếu thốn nhưng bệnh viện phải điều đến trực mỗi ca 3 người. Ngoài ra còn có 2 bác sĩ giám sát điện tâm đồ. Tôi thì luôn ở trong trạng thái chờ lệnh cả ngày lẫn đêm. Mỗi tối chỉ ngủ ngắt quãng được khoảng 3 đến 4 tiếng. Cái nệm nhỏ của tôi để dưới cái bàn trong phòng bệnh của ông Mao Trạch Đông. Ông Mao Trạch Đông đã trở thành bất tử đối với người Trung Quốc mà nói. Mao Trạch Đông không phải là người thường. Gần 20 năm qua, khẩu hiệu Mao Vạn Tuế đã gắn chặt với cuộc sống thường ngày của mọi người. Với nhiều người Trung Quốc mà nói, đây là sự thực hiển nhiên. Khắp các nơi trên toàn quốc, từ đường phố, công xưởng, trường học, bệnh viện, nhà ăn, rạp hát và trong từng gia đình, đều tràn ngập hình ảnh của Mao kèm theo câu khẩu hiệu này. Tháng 5 năm 1966, khi chuẩn bị khởi động Đại Cách Mạng Văn Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Lâm Bưu từng nói, Mao nhất định sẽ sống đến 100 hoặc 150 tuổi. Kẻ nào dám nói Mao là người bình thường thì Mao sẽ liệt vào thành phần nguy hiểm phản cách mạng. Lúc này nhân dân Trung Quốc vẫn như đang trong cơn mê sảng, không ai biết về bệnh tình của Mao. Họ chỉ lờ mờ cảm thấy Mao có phần hơi già yếu đi qua những hình ảnh về những buổi gặp gỡ vẻ vang giữa Mao và người nước ngoài. Hình ảnh cuối cùng của Mao là hình chụp chung với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Khải Sơn của Lào. Dù hình ảnh đã hiện rõ vẻ già nua của Mao, thế nhưng giới truyền thông vẫn khăng khăng nói Mao vẻ mặt hồng hào, tinh thần hừng hực. Đến sáng ngày 8 tháng 9 năm 1976, hàng trăm triệu người Trung Quốc vẫn còn cao giọng Mao Vạn Tuế. Nhưng vào buổi tối hôm đó, những người luôn ở cạnh Mao như chúng tôi, ai nấy đều hiểu rõ, thần chết đang ở bên cạnh Mao. Kể từ sau khi Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai, vào ngày 26 tháng 6, 4 người gồm 2 vị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hoa Quốc Phong và Vương Hồng Văn cùng 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng chia làm 2 tổ luân phiên trực cả ngày lẫn đêm. Ông Hoa Quốc Phong được nhậm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương vào tháng 4 năm 1976. Trước đó, Mao đã bổ nhiệm Hoa nhậm chức Thủ tướng thay thế Chu Ân Lai vừa mới qua đời, chủ trì các công việc thường ngày của Trung ương. 12 giờ đêm ngày 9 tháng 9 năm 1976, hơi thở của Mao càng lúc càng yếu ớt. Để cấp cứu, vừa mới truyền sinh mạch tán vào tĩnh mạch cho Mao, huyết áp đã từ 86/66 lên đến 104/72, nhịp tim hơi mạnh lên một chút. Ông Hoa Quốc Phong nhìn sang tôi rồi khẽ hỏi thầm về khẩn trương. Viện trưởng Lý còn cách nào khác không? Khi đó các ông Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng đều tụ tập đủ cả. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông Hoa Quốc Phong. Trong phòng ngoài tiếng máy thở nghe gì gì, bầu không khí như đông đặc lại, tôi nói nhỏ. Chúng tôi đã dùng mọi phương pháp. Mọi người ai nấy chỉ còn biết im lặng. Hoa cúi đầu vẻ trầm tư suy nghĩ, sau một lúc nói với Uông Đông Hưng. Mau thông báo cho đồng chí Giang Thanh cùng các ủy viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh, cũng thông báo cho các ủy viên Bộ Chính trị ở vùng khác, hãy lập tức đến Bắc Kinh. Sau khi Uông ra đi, một nữ y tá trực trong phòng chạy qua nói vội với tôi. Lý viện trưởng, bà Trương Ngọc Phượng nói Mao đang gọi ngài. Thế là tôi lượn qua tấm bình phong đến bên giường của Mao. Trương Ngọc Phượng là tùy tùng thân cận nhất của Mao trong suốt 40 năm qua. Trương Ngọc Phượng từng là nhân viên phục vụ trên xe riêng khi Mao đi tuần khắp nơi. Sau đó trở thành thư ký cơ yếu của Mao. Quan hệ giữa Mao và Trương vô cùng thân mật, Mao cũng có vài người phụ nữ khác, có 2 vị vốn ở đoàn văn công của Ban Chính trị Không quân tên là Mạnh Cẩm Vân và Lý Linh Thi, đang làm y tá cho Mao, giúp Mao lau người và cho ăn. Nhưng Trương Ngọc Phượng ở bên Mao lâu nhất, dù cho tháng ngày trôi đi cô ta cũng bắt đầu uống rượu nhưng cô ta vẫn luôn được Mao tín nhiệm nhất. Năm 1974, thư ký quan trọng của Mao là Từ Nghiệp Phu phải vào viện vì ung thư phổi. Trương trở thành người trực tiếp giúp Mao thu nhận công văn hàng ngày do Mao phê duyệt. Sau khi thị lực của Mao suy yếu, cô ta lại phụ trách đọc những công văn cho Mao nghe. Vào cuối năm đó, Trương được Uông Đông Hưng bổ nhiệm chính thức làm thư ký cơ yếu của Mao. Tôi là bác sĩ riêng của Mao. Khi giúp Mao khám bệnh có thể gặp Mao và nói chuyện. Những người khác muốn gặp Mao trước tiên phải được sự đồng ý của Trương Ngọc Phượng. Trương Ngọc Phượng có thể leo đến vị trí như vậy là vì chỉ có cô ta mới hiểu được lời của Mao, ngay cả tôi cũng phải thông qua cô ta phiên dịch lại. Trương Ngọc Phượng nói với tôi,
Lý viện trưởng, chủ tịch hỏi ngài có thể cứu chữa được không? Mao cố dùng sức gật gật đầu. Sau đó từ từ đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi nắm chặt bàn tay khô héo của ông ta, cảm thấy mạch đập rất yếu ớt, hai gò má lõm vào, cặp mắt u ám vô hồn, sắc mặt sạm lại. Máy điện tâm đồ hiển thị sóng điện tim, biên độ sóng thấp và rối loạn. Vào 6 tuần trước, chúng tôi đã đưa Mao từ cái hồ bơi của Trung Nam Hải đến gian phòng trong tòa lâu đài số 202 này. Ngày 28 tháng 7 năm 1976, vùng phụ cận Bắc Kinh có trận địa chấn mạnh. Thị trấn Đường Sơn ở ngoài trăm dặm hướng đông bắc Bắc Kinh bị hủy hoại toàn bộ. Có hơn 250.000 người bị chết. Ở Bắc Kinh tuy không có ai chết, nhưng có nhiều nhà cửa bị đổ. Hàng triệu thị dân vì lo lắng sẽ có hậu địa chấn nên đã dựng lều phòng ngừa ở ngoài đường suốt mấy tuần lễ. Vào thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, Mao đã sống trong gian phòng có hồ bơi của Trung Nam Hải. Giường bệnh của ông ta cùng nằm trên cái hồ bơi trong phòng. Khi địa chấn, cái hồ bơi cũng bị chấn động mạnh. Chúng tôi quyết định chuyển ông ta đến nơi an toàn hơn. Năm 1974, cái nhà trệt có hồ bơi bị cho đập đi, thay vào đó là một tòa lâu đài có khả năng chống địa chấn. Hai bên lại có phòng ở cho nhân viên tùy tùng. Tòa lâu đài có đường hành lang dẫn trực tiếp đến hồ bơi. Cái tòa lâu đài này gọi là 202. Cơn địa chấn ở thị trấn Đường Sơn hôm đó, đến trạng vạng tối lại có mưa to, kéo theo thêm một trận địa chấn nữa. Thế nhưng ở trong tòa nhà 202 không có bất cứ cảm giác gì. Lúc này các ông Hoa Quốc Phong, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Uông Đông Hưng lặng lẽ đi đến trước giường Mao Trạch Đông. Tôi nghe tiếng một tốp người từ sau cái bình phong nhẹ bước vào phòng. Trong phòng rất đông người, mọi người đang chuẩn bị thay ca. Tôi vẫn đang đứng cầm tay Mao, cảm giác mạch của ông ta yếu ớt. Người vợ Giang Thanh của Mao Trạch Đông đang sống ở Xuân Ngẫu Trai cũng kịp đến. Bà ta vừa vào cửa đã gào lên: "Các người ai đến báo cáo tình hình?" Vào năm 1938, Mao không quan tâm đến phản đối dữ dội của Bộ Chính trị, đã kết hôn với Giang Thanh tại Diên An. Mao và Giang Thanh sống hờ hững quanh năm, nhưng Mao không muốn ly hôn. Mao có thể ly hôn rồi kết hôn với người khác, nhưng ông ta không làm như thế. Sau đại cách mạng văn hóa bùng nổ, Giang Thanh chuyển đến ở cái đài câu cá của nhà khách chính phủ. Mãi đến khi Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai, Giang Thanh mới chuyển đến ở trong tòa nhà hoa lệ mới xây ở Xuân Ngẫu Trai thuộc Trung Nam Hải. Ông Hoa Quốc Phong xua xua tay nói: "Đồng chí Giang Thanh, chủ tịch đang nói chuyện với Lý viện trưởng." Dù lòng tôi hiểu rất rõ Mao không còn hy vọng gì, nhưng tôi vẫn thử an ủi ông ta. Mấy năm nay tình hình sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ. Sau sự kiện Lâm Bưu, càng ngày Mao càng chán nản, thường xuyên mất ngủ. Vào năm 1974, bệnh lý dây thần kinh vận động của Mao là hiếm gặp và không có thuốc chữa. Khi bị bệnh này thì các tế bào thần kinh vận động ở chân phải, tay phải, lưỡi, họng, trong tủy sống và não sẽ chết dần. Theo tài liệu nghiên cứu, khi bệnh này đã lên đến tế bào thần kinh vận động của cổ họng, lưỡi, nhiều nhất chỉ có thể sống được đến 2 năm. Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị nào cả. Bệnh của Mao đã vào giai đoạn nguy kịch, nhưng chỗ chí mạng nằm ở trái tim của ông ta. Trái tim già yếu của ông ta lại bị bệnh viêm phổi mãn tính dày vò. Vào trung tuần tháng 5 năm 1976, Mao và Trương Ngọc Phượng lần đầu tranh cãi gay gắt khiến Mao bị nhồi máu cơ tim lần thứ nhất. Đến ngày 26 tháng 6 thì bị lần thứ hai. Lần thứ ba xảy ra vào ngày 2 tháng 9. Các bác sĩ đều biết tử thần đang ở bên cạnh ông ta, nhưng không ai dám nói ra. Tôi khom người khẽ nói với ông ta: "Xin chủ tịch yên tâm, chúng ta có phương pháp." Lúc này hai gò má của Mao có ngấn đỏ lên, hai mắt nháy nháy lộ vẻ vui thích. Thế rồi sau đó là một hơi thở dài, hai mắt khép lại, tay phải không còn chút sức lực tuột ra khỏi tay tôi. Máy điện tâm đồ hiện lên một đường ngang bằng phẳng. Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay thì thấy 00:10, lúc đó là ngày 9 tháng 9.